Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý, kính mời quý vị quan tâm theo dõi. Chiều qua tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã phát đi thông tin về tiến độ điều tra các vụ việc liên quan đến điện, xăng dầu và công ty Xuyên Việt Oil. Thông tin vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Tuấn Ân và công ty điện lực Bình Thuận, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá vật tư thiết bị điện, có những vật tư được nâng giá lên 300%. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước ước tính ban đầu khoảng 15 tỷ đồng và thất thoát hơn 300 tỷ đồng. Công ty thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phong tỏa 17 tài khoản cá nhân với số tiền là hơn 4 tỷ đồng, tạm ngừng giao dịch mua bán, chuyển nhượng 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, mặc dù Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng cơ quan điều tra Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm. Bất ngờ kiểm tra một nhà kho tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Trước đó, vào trưa ngày 31 tháng 1 năm 2024, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Công an xã Mỹ Hạnh Bắc tiến hành kiểm tra một kho hàng rộng hàng trăm mét vuông tại ấp Rừng Xến, phát hiện trong kho hàng có chứa nhiều hàng hóa mỹ phẩm. Qua làm việc, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa này. Lực lượng công an tiếp tục tiến hành lập biên bản, tạm giữ các tang vật vi phạm gồm 49 tấn hàng hóa dạng mỹ phẩm, số lượng là hơn 1.600.000 đơn vị sản phẩm. Hiện Công an huyện Đức Hòa đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 1 tháng 2, Đội Quản lý Thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Chức vụ và Môi trường Công an tỉnh Lào Cai tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả với số lượng lớn, tổng trị giá là hơn 600 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 1 phối hợp với lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý 11 vụ vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tang vật vi phạm gồm 72.000 gói chả bò chay ăn liền, 600kg kẹo sô-cô-la đồng tiền, hàng nghìn chiếc kẹo đồ chơi trẻ em cùng một số loại đồ ăn và hàng may mặc khác. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là trên 600 triệu đồng. Toàn bộ số hàng này đã được tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thanh toán trực tuyến thì ngày càng được nhiều người lựa chọn vì sự nhanh chóng, tiện lợi nhưng cũng là cơ hội cho các đối tượng lừa đảo tận dụng. Các đối tượng đã làm giả hóa đơn chuyển tiền trực tuyến qua ngân hàng, sau đó chuyển cho nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó thì nhiều người vẫn rất chủ quan, chỉ cần nhìn qua thấy đúng tên tài khoản, số tiền là mặc nhiên nghĩ rằng tiền đã về tài khoản của mình. Nhưng thực chất, hóa đơn chuyển khoản hoàn toàn có thể được làm giả. Làm thêm bằng nghề bán hàng online, thường xuyên phải nhận tiền và chuyển khoản theo hình thức Internet Banking. Nhiều lần, chị Quỳnh gặp phải trường hợp nhận được bill khách hàng đã chuyển tiền nhưng đợi mãi không thấy tiền về tài khoản. Sau đó, chị Quỳnh tìm hiểu mới phát hiện đó là bill chuyển khoản giả. Đôi khi có những cái đơn hàng to thì khách sẽ phải chuyển tiền trước, gọi là cọc hàng để em ấy cho hàng đi. Thì đôi khi là có những khách mà gửi cho em bill chuyển khoản, rồi sau đó em không nhận được. Nửa ngày sau không nhận được, rồi một ngày sau em cũng không thấy tiền thì em có nhắn lại cho khách. Thì khách bảo là khách có chụp bill khách gửi cho em. Thì sau khi mà em gọi điện lên ngân hàng, em check lại với ngân hàng thì ngân hàng bảo là cần có mã giao dịch. Thì em có liên lạc lại với khách thì khách không chụp được mã giao dịch. Thì sau đó thì em mới biết là đấy là khách hàng đi Photoshop, gọi là qua một cái bên người ta Photoshop cho một cái ảnh chuyển khoản. Sau đó khách gửi cho em, chứ thực ra thì khách không có hề chuyển khoản cho em.
Theo tìm hiểu, việc làm giả hóa đơn chuyển khoản được các đối tượng sử dụng các phần mềm Photoshop, trang web hoặc các app trên điện thoại để thực hiện. Biểu fake có đầy đủ thông tin người chuyển, số tài khoản người nhận, mã chuyển khoản giống như một hóa đơn thật. Và chỉ với 35.000 đến 100.000 đồng, khách hàng có thể mua được bất cứ một bưu chuyển khoản giả bất kỳ với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Ở nước nào cũng có chuyện này. Khi mà cái bán hàng online nó phát triển, bây giờ cái này là nhiệm vụ của cơ quan quản lý, công an, quản lý thị trường, đúng không? Bộ Công nghệ Thông tin phải vào cuộc thôi, phải tìm ra vấn đề, tìm ra ổ, làm lớn, trị, xử lý nghiêm, không? Nâng cao mức chế tài xử phạt các thứ lên. Để nó sợ đi, để cho những người làm ăn chân chính tử tế ta đỡ phải, cái đó phải làm. Dưới góc độ quản lý nhà nước và các cái cơ quan bảo vệ pháp luật thì cũng cần phải có những chuyên án, những cái giải pháp, những phương án để kịp thời phát hiện, diệt tận gốc những cái nhóm đối tượng mà đăng tin là làm giả, bán các cái bill giả đó, và xử lý tận gốc những đối tượng đó, và đồng thời cảnh báo, cảnh tỉnh, thậm chí xét xử lưu động, thông tin công khai đối với các cái đối tượng đã bị bắt, đã bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức thủ đoạn là làm giả cái bưu thanh toán đó, để cho người dân nắm được cũng như là để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Để tránh trở thành mồi ngon của kẻ xấu, cơ quan chức năng cảnh báo người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng. Theo đó, khi giao dịch trực tuyến, người dân nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng hoặc kiểm tra sao kê, thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công. Tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nông dân các vùng chuyên canh sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang đang rất phấn khởi bởi giá sầu riêng thời điểm này đang tăng mạnh. Những ngày qua, thương lái thu mua sầu riêng giống Mong Thong tại vườn là giá từ 160 đến 170.000 đồng một kg. Sầu riêng giống Ri 6 cũng có giá là từ 125 đến 135.000 đồng một kg, cao nhất từ trước đến nay và tăng gần gấp 3 cùng kỳ năm trước. Với giá này thì mỗi hecta sầu riêng thu hoạch vào thời điểm này hiện nay đã cho nông dân lợi nhuận ròng từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Hiện Tiền Giang có trên 20.000 hecta sầu riêng chuyên canh tập trung tại các huyện thị vùng kiểm soát lũ phía Tây như là Cai Lệ, Cái Bè, thị xã Cai Lệ, Châu Thành với sản lượng mỗi năm là khoảng 300.000 tấn một quả. Trước mắt thì hiện có 72 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích là trên 2.600 hecta và 66 mã số cơ sở đóng gói được cấp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần, cũng như mọi năm thì chợ Hoa Xuân đã bắt đầu hoạt động tấp nập phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi đón Tết Nguyên đán của nhân dân. Thành phố Hà Nội thì đã tổ chức 83 điểm chợ Hoa Xuân từ nay cho đến hết ngày 9 tháng 2 dương lịch, tức là ngày 30 Tết âm lịch. Là một trong những hộ kinh doanh các loại cây cảnh dịp Tết Nguyên đán tại chợ Hoa Xuân, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô thuộc phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Gia đình chị Hồng đã nhiều năm liền bán hàng tại đây. Kinh tế khó khăn, vì lượng khách ít nên việc Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh miễn phí thuê mặt bằng, khiến gia đình chị vô cùng phấn khởi. Phường tạo điều kiện cho các tiểu thương của chúng tôi là sắp xếp chỗ ngồi rất là quy củ, trật tự, và hỗ trợ, gọi là các tiểu thương chỉ hỗ trợ cái tiền vệ sinh và một chút về cái điện đóm cái thứ thôi, còn đâu là phường tạo điều kiện hết. Năm nay so mọi năm thì là có xu hướng là chậm hơn, hay là không biết là bà con mình sắm Tết muộn hay là sao, nhưng mà năm nay là chậm hơn mọi năm. Ủy ban Nhân dân phường ấy là cũng rất là tạo điều kiện cho tôi được bán ở đây ấy, thì tôi cảm thấy tức là cái hội chợ nó rất là đẹp ấy, và tôi cảm thấy nó không lo lắng. Vì là chúng tôi chỉ có mất cái tiền điện với tiền nước thôi, cho nên là tôi cảm thấy nó không lo về mặt tài chính. Bên cạnh việc miễn phí cho thuê mặt bằng, để người dân yên tâm mua bán vui xuân, chính quyền cùng lực lượng công an thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhà vườn tham gia bày bán sản phẩm và người dân đi mua sắm, tuân thủ nghiêm công tác đảm bảo an ninh trật tự,
để xe đúng nơi quy định cũng như đảm bảo vệ sinh xung quanh khu vực chợ hoa. Ủy ban phường đã triển khai tổ chức kế hoạch chợ Hoa Xuân, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng. Chúng tôi đảm bảo an ninh an toàn để phục vụ bà con nhân dân, tạo thành một cái điểm mà bà con nhân dân vui chơi chợ Xuân cũng như là tạo thành một cái điểm bình ổn giá. Ở đây thì sức chứa chúng tôi bố trí được khoảng độ từ 60 đến 70 gian hàng. Tôi đi chợ Xuân để mua cây đào, cây quất về để chơi Tết. Và tôi thấy chợ Xuân rất là tấp nập, cây cảnh tươi tốt, đào thế rất là đẹp. Việc chính quyền các cấp tạo điều kiện miễn phí cho thuê mặt bằng đối với các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chính là sự sẻ chia đối với khó khăn của người dân trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố Hồ Chí Minh để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Kim Thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức Kinh tế Phương Nam. Kính thưa quý vị, giá cà phê tại Tây Nguyên tiếp tục tăng từ 400 đến 500 đồng một ký, theo đà tăng của thị trường cà phê Robusta thế giới. Hoạt động xuất khẩu cũng tăng mạnh, dù tình hình vận chuyển gặp khó khăn vì căng thẳng ở Biển Đỏ. Giá cà phê tại Đắk Nông chạm mốc 78.000 đồng một ký, tại Đắk Lắk 77.800 đồng một ký, thấp nhất là Lâm Đồng cũng đạt mức 77.000 đồng một ký. Các địa phương còn lại khoảng 77.500 đồng một ký. Theo các chuyên gia, vấn đề của thị trường nội địa hiện nay là nhiều nông dân đã bán sớm từ khi giá chỉ mới khoảng 54.000 đến 55.000 đồng một ký. Báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1 năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt khoảng 210.000 tấn với kim ngạch 621 triệu đô la Mỹ, tăng 1,1% về lượng và tăng 3,5% về kim ngạch so với tháng trước, tăng gần 48% về lượng và 99,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2024 tăng trở lại, đạt 2.955 đô la Mỹ một tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2023. Theo báo cáo của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 ước đạt là hơn 104.000 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng gần 25% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu ăn uống ước đạt là hơn 9.000 tỷ đồng, giảm 1,3% so với tháng trước. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ chiếm 47,8%, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 49.335 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm hàng đều có doanh thu tăng. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 10.620 tỷ đồng, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu ăn uống ước đạt 9.116 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,8%, giảm 1,3% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, thông thường trước Tết Nguyên đán, nhu cầu ăn uống vui chơi của người dân tăng cao, nhưng hiện nay thành phố đang thực hiện chủ trương đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, siết chặt kiểm tra về vi phạm nồng độ cồn. Điều này dẫn đến doanh thu của một số đơn vị kinh doanh ăn uống trên địa bàn giảm nhẹ so với tháng trước. Hiện nay trên một số con đường cùng hàng loạt công viên ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được trang trí để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Điều đặc biệt năm nay là nhiều công viên tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã khoác lên mình những chiếc áo mới với thiết kế độc đáo lạ mắt, mang đến không khí mùa xuân hứng khởi, rực rỡ bắt mắt khiến nhiều du khách thích thú. Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã cận kề và hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng không khí Tết với những góc phố công viên được trang trí rực rỡ sắc màu để phục vụ người dân trong dịp Tết 2024. Bên cạnh đó, một số công viên cũng đã hoàn tất việc trang trí với phong cách trang trí vô cùng độc đáo như Công viên Văn hóa Gò Vấp, quận Gò Vấp, trang trí theo phong cách gánh hoa gánh cả mùa xuân. Nhiều du khách đến check-in chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, bạn bè, người thân và tỏ ra thích thú với những phong cách độc đáo này. Hàng năm là đều có thói quen là cho các cháu ra công viên để chụp hình, để lưu giữ kỷ niệm gia đình và nhân dịp Tết Nguyên đán. Thì năm nay thì tôi thấy là công viên trang trí rất là đẹp,
nó nêu bật được cái bản sắc văn hóa của dân tộc, và gia đình chúng tôi cũng muốn là gìn giữ cho các cháu một cái truyền thống là sum họp vào dịp Tết Nguyên Đán cuối năm. Tại công viên, bên cạnh việc trang trí độc đáo lạ mắt thì các chuỗi tiểu cảnh được trang trí từ cổng vào cho đến bên trong công viên mang phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, gắn liền với văn hóa của người Việt Nam. Cũng là theo sự giới thiệu của rất là nhiều bạn bè thì cái cảm giác đầu tiên khi đến đây á, là tôi thấy là công viên rất là rộng, mát, và có đặc biệt là có rất là nhiều những cái biểu tượng văn hóa ngày Tết đến xuân về. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy phía sau ấy là rất là nhiều đèn lồng này, hoặc là câu đối, hoặc là một số những cái giải lụa mà ở trên lối vào công viên, thì tôi thấy rất là gần gũi những cái đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt, cảm thấy rất là ấm áp. Tôi và gia đình cảm thấy là rất là thoải mái khi đến tham quan tại công viên. Cũng như công viên văn hóa Gò Vấp tại công viên Tao Đàn quận 1 cũng được trang trí phong cách lạ, hay như công viên 23 tháng 9 quận 1 cũng trang trí theo phong cách ấm trà rót ra vàng. Hiện nay xu hướng sống xanh đang được thực hiện ở nhiều công viên. Điển hình như bài trí của công viên văn hóa Gò Vấp sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa, rơm. Bên cạnh đó, tại công viên văn hóa Gò Vấp, du khách còn được chiêm ngưỡng con đường lụa màu sắc được làm từ 50.000 sợi vải đa màu sắc. Ngoài ra còn có gần 3.000 chiếc đèn lồng rực rỡ. Những cái phương án thiết kế đó thì ngoài phù hợp với chủ đề của theo từng dịp lễ của lễ Tết thì nó còn cái nữa là các bạn đã sử dụng những cái vật liệu mà thân thiện với môi trường, cũng như là những cái đèn lồng giải lụa, nhất là đèn lồng Hội An, và đó nó gắn với lại văn hóa của người phương Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thì những cái này sẽ cũng có mang đến những cái ý nghĩa, đó là tạo nên cái sự tỏa sáng và phồn vinh trong những cái dịp năm mới. Có thể thấy, cách trang trí với những vật liệu đặc trưng nét văn hóa với thông điệp chào đón một năm mới an lành đã mang lại niềm vui hân hoan cho người dân mỗi dịp xuân về. Trước đó, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp cũng trang trí hoa theo phong cách bồ lúa đầy. Và đến nay, bồ lúa đầy này đã nở rực rỡ, hoa cúc và hoa trạng nguyên đỏ kết hợp với nhau tạo ra màu sắc tương phản nhưng bắt mắt, khiến vòng xoay này trở nên rất thu hút. Ngoài các công viên đã rực rỡ sắc màu với màu hoa cỏ, không gian đậm chất Tết cổ truyền, thì trên nhiều con phố tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tái hiện những khu tiểu cảnh về các nét đẹp văn hóa ngày Tết, thu hút nhiều người dân đến check-in, chụp ảnh. Ghi nhận tại đường hoa Nguyễn Huệ thời điểm hiện tại, linh vật rồng được thiết kế dài kỷ lục hơn 100 mét đã dần xuất hiện. Công nhân thi công đang tất bật tăng ca, hoàn thành các hạng mục chuẩn bị phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh du xuân. Hiện đường hoa đã chính thức được hình thành và hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ hoàn thành đúng như kế hoạch đã đề ra vào 16 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2024 và khai mạc vào lúc 19 giờ tối cùng ngày. Những điểm mới đáng chú ý của đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 xuất hiện ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục với tên gọi Lưỡng Long Triều Liên, dài hơn 100 mét và kích thước vòng đầu hơn 2 mét, hứa hẹn chuyến hành trình đáng mong đợi khám phá đường hoa năm 2024. Hiện tại linh vật rồng tại đường hoa Nguyễn Huệ cũng đã xuất hiện, thu hút nhiều người dân đến xem và chụp ảnh dù chưa được hoàn thiện. Các công nhân thi công cũng đang tất bật tăng ca, hoàn thiện các hạng mục để kịp tiến độ khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Nhiều năm nay, việc tăng cường sử dụng các chất liệu thân thiện môi trường đã trở thành một trong các tiêu chí bắt buộc trong thiết kế và xây dựng đường hoa Nguyễn Huệ. Kết cấu này giúp linh vật giảm sức cản của gió nhưng lại tăng thời gian thi công và chi phí. Dự kiến chi phí hoàn thiện mỗi linh vật gấp 5 lần chi phí hoàn thiện linh vật các năm trước, vốn được chế tác từ thép và mút xốp. Ngoài ra, việc lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên các đường hoa, linh vật rồng năm nay còn được tạo hình thân thiện với môi trường khi hơn 90% chất liệu được sử dụng trong ốp tạo hình. Khi hơn 90% chất liệu được sử dụng trong ốp tạo hình là mây tre và mành quạt nan. Vừa qua, tại nhà văn hóa thanh niên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết trên chuyến xe mùa xuân với chủ đề Tết sum vầy xuân trọn vẹn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên và chia sẻ với người lao động khó khăn, chương trình chuyến xe mùa xuân năm nay đưa 2.200 sinh viên và người lao động khó khăn về các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức thực hiện.
Chương trình chuyến xe mùa xuân Tết Sum Vầy thì với thông điệp mong muốn sẻ chia cũng như là lan tỏa cái sự tương thân tương ái, vượt qua khó khăn để tất cả mọi người đều có một cái Tết sum vầy và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì thông qua chương trình thì trung tâm cũng mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì thường xuyên qua các năm. Thông qua chương trình chuyến xe mùa xuân cũng như các cái nội dung hỗ trợ của trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh thì thay mặt trung tâm cũng gửi lời chúc đến tất cả các bạn sinh viên, người lao động cũng như người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đón một cái Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc, an khang và bình yên. Chuyến xe mùa xuân Tết Sum Vầy xuân trọn vẹn năm 2024 như một thông điệp lan tỏa tình nhân ái, sự sẻ chia, cùng nhau vượt qua khó khăn, làm nên một mùa xuân ấm áp, một mùa Tết Sum Vầy hạnh phúc trọn vẹn hơn đến mọi người, mọi nhà. Được khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002, đến nay đã có 61.125 sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết. Chương trình trở thành giải pháp hay, mang nhiều giá trị nhân văn, được xã hội công nhận và lan tỏa đến nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học. Từ chương trình này, nhiều mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết được ra đời. Trong dịp Tết Nguyên Đán, trung tâm còn tổ chức các chương trình như Việc Làm Tết, giới thiệu 4.000 việc làm, xuân từ triệu tấm lòng vàng, trao tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên và chuyến tàu mùa xuân tặng 150 vé tàu Tết cho sinh viên. Cùng với các gói thầu trong công trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, cầu Bộ Hành cũng đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành tổng thể dự án. Và sau hơn 2 tháng kể từ khi dầm cầu đầu tiên, đến nay thì cầu Bộ Hành đang dần hoàn thiện và phóng sự này cũng sẽ khép lại Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Cầu Bộ Hành kết nối với các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không chỉ có ý nghĩa về mặt tạo thuận tiện, nhanh chóng, an toàn cho người dân, hành khách di chuyển từ đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, khu dân cư lân cận vào ga, mà còn đóng vai trò làm lối thoát hiểm thứ hai nếu có sự cố xảy ra ở bên trong ga. Tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên có tổng 14 ga, trong đó có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, sẽ có 9 cầu Bộ Hành kết nối vào 9 nhà ga trên cao, từ ga Tân Cảng, quận 1 đến ga Đại học Quốc gia, thành phố Thủ Đức. Cầu Bộ Hành khu công nghệ cao là một trong 9 cầu Bộ Hành của tuyến Metro số 1. Đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu và các công nhân đang gấp rút khẩn trương thi công song song hai hạng mục cùng một lúc. Bên trên là thi công phần mái vòm khép kín, bên dưới là trải một lớp thảm để chống thấm. Khối lượng đến hiện nay thì đã đạt khoảng trên 70% và dự kiến là sẽ hoàn thành tất hạng mục của cầu này trước dịp Tết Nguyên Đán. Cầu Bộ Hành là phải băng qua cái xa lộ Hà Nội, cho nên là chúng tôi là phải lập kế hoạch chi tiết, thi công từng giai đoạn và phải phân luồng và đưa ra cả cái biện pháp an toàn để thi công cho từng giai đoạn. Còn đây là những công đoạn cuối cùng để bước vào lắp dầm cầu đi bộ và nhà ga rạch chiếc. Chất lượng, an toàn, chính xác sẽ hoàn toàn phụ thuộc ở giai đoạn đo đạc này. Do đó, tính tỉ mỉ và chuyên môn cao mới có thể đảm nhiệm. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang kiểm tra lại cái tất cả các gối và cái thanh chống xô cho cái phục vụ cho công tác gác dầm ngày mai. Thì công việc này thì đòi hỏi độ chính xác cao, thành ra chúng tôi phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần trước khi tiến hành công tác lắp đặt dầm. Cái này thì chúng tôi khống chế trong cái phạm vi cho phép đó là từ 2 tới 3 mm. Cố gắng tối đa có thể. Tại vì cái gối nó chính xác, cái thanh chống xô chính xác thì cái dầm công tác lắp đặt dầm của mình nó sẽ chính xác hơn. Hiện nay nhà thầu đang đẩy nhanh công tác thi công như cọc khoan nhồi, trụ, đài cọc, kiểm tra độ và điều chỉnh sai lệch nếu vượt giới hạn cho phép trước khi lắp đặt dầm cầu. Về kết cấu phần trên cầu Bộ Hành bao gồm dầm bê tông cốt thép, giữ ứng lực, kết cấu mái vòm thép, tấm lợp mái, hệ thống cơ điện, điện chiếu sáng và bảng hiệu. Trước Tết là chúng tôi đặt mục tiêu là hoàn thành xong lắp dầm tại 3 cái cầu của các nhà ga trên cao, và kế hoạch là sau Tết sẽ lắp từng bước mà mỗi tháng sẽ hoàn chỉnh một cây cầu. Các cầu sau khi được lắp đặt các đoạn dầm khẩu độ lớn vượt xa lộ Hà Nội thì ban sẽ tiếp tục hoàn thành cái phần lắp dựng, cái hoàn chỉnh cái phần kiến trúc bên trên. Và kế hoạch là ban đường sắt đô thị là phấn đấu là đến tháng 6 này chúng tôi có thể hoàn thành toàn bộ 9 cây cầu Bộ Hành. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, khối lượng thi công dự án Metro số 1 đã hoàn thành 97,4%, các gói thầu xây dựng hoàn thành khoảng 99,9%.
Từ nay cho đến hết quý 2 năm 2024 sẽ hoàn tất các công đoạn kỹ thuật, an toàn, cửa lên tàu tự động, nhân viên vận hành. Sau đó đến tháng 7 sẽ chính thức bước vào sử dụng khai thác hệ thống giao thông đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.